lại. Bây giờ thầy ôn lại cái cốt lần trước. Các em nhớ là lần trước thầy đang ôn lại nha. Là thầy yêu cầu các em lên cái trang là Get Book Chat. Lên cái trang là Get Book Chat nhé. .com.in. Các em sẽ tải cái thư viện này về. Nghĩa là cái môn cái web này mình sẽ sử dụng cái thư viện này. Nè mấy bạn cũng muốn chuyện đó. Ta khó rồi. Nè, gần được không? Rồi, mình sử dụng thư viện này để mình thiết kế web ha. Nên là tuần trước thì thầy có chỉ các em lên cái Classroom các em coi và các em làm ha. Rồi. Tuần trước thì mình đã làm cái phần trang chủ, thì cái phần giới thiệu này các em sẽ thầy sẽ hướng dẫn em phần giới thiệu này. Ví dụ như ở đây mình đã làm một cái trang và thầy đang làm trang và bán điện thoại đi, thì ví dụ như vậy, nghĩa là các em sẽ thay đổi hình tùy ý các em ở đây ha. Rồi ví dụ như bây giờ mình lên một cái trang khác, giả sử các em đánh tiếng bán điện thoại hay là cửa hàng điện thoại cũng được. Nghĩa là các em từ lên mạng, các em sẽ sưu tầm hình, dù như các em lấy vào một trang nào cũng được. Ở đây mình sẽ giống như mình tham khảo những cái trang này ha. Các em sẽ tìm phần giới thiệu. Đây sao không thấy phần giới thiệu. Giả sử các em hãy ghi ví dụ như là giới thiệu cửa hàng điện thoại đi. Thầy muốn chỉ các em cách làm quen thôi. Chẳng qua là cái này ví dụ như ở đây. Giả sử các em muốn đây các em đang làm một cái trang, các em sẽ thay đổi những cái tên này hay tên của các em luôn, hiểu ý không? Giống như nếu mà các em chọn thiết kế website là bán hàng điện thoại thì các em tự xây dựng một cái website là tên của mình nhé. Nhớ nha. Rồi ví dụ như ở đây giới thiệu tên của các em, để các em tự đổi cái này. Rồi mình đã làm một cái. Các em ví dụ như ở đây lần trước thì mình có làm một trang chủ rồi. Giả sử cái phần giới thiệu này mình xóa đi nè. Thầy làm lại nha. Rồi bây giờ thầy sẽ chỉ các em thiết kế trang giới thiệu nè. Rồi đầu tiên các em copy này ra. Nhấn chuột phải. Thôi bấm Ctrl V. Bấm ở đây, bấm Ctrl copy xong bấm Ctrl V. Nha. Đó các em thấy trang copy không? Không. Rồi, ở đây các em sẽ sửa lại cái trang này gọi là trang giới thiệu. Nha, giới thiệu. Coi hướng dẫn nha. Mấy bạn mà không chịu học á, cứ đừng có nói chuyện để thầy giảng bài đi. Mấy bạn ở phía dưới kìa. Rồi, các em để ý nè, lần trước mình có thiết kế cái nội dung của cái trang chủ rồi. Thì bây giờ mình đã có trang chủ rồi, bây giờ mình sẽ xóa cái nội dung. Các em để ý, lần trước thì cho các em phần ghi chú nè, để mình dễ nhìn nha. Đó, bây giờ mình sẽ xóa cái phần này đi. Và lưu ý nè. Lưu ý, những cái thư viện này, những cái lát này, tất cả nó được giúp bởi thư viện. Cái file này. Đây những cái lát này chính là của cái file xứ nét này cung cấp cho mình á. Đây là thư viện thiết kế giao diện web. Nó cung cấp cho em những cái lớp này để các em tạo ra giao diện web cho nhanh. Nhớ nha, cái này thì tuần trước thì có chị các em lấy cái này ở đâu rồi đúng không? Không. Rồi bây giờ mình làm trang giới thiệu nè, ví dụ như bây giờ mình bắt chước một trang này mình làm trang giới thiệu. Thì thầy sẽ chỉ các em ví dụ như phần giới thiệu thì các em sẽ ví dụ như các em sẽ dùng một cái lớp. Các em mà nhớ lần trước thì có chị các em dùng cái lớp, ví dụ như là các em sẽ dùng deep đúng không em? Class à. Rồi lần trước là thầy có chị các em, ví dụ như các em dùng một cái deep nè. Các em dùng cái class này nè à. Cái class này là gì? Là giống như là tạo ra một cái biến lớn. Các em hiểu các em để ý ở đây nè, thầy chạy lại trang này. Giống như cái này là một cái lát đó, nó giống như tạo ra một cái miếng lớn từ đây qua đây cho mình nè. Nhớ nha, để chứa hình ảnh.
tiếp nhé. Rồi các em để ý bây giờ mình rồi nhớ là các em lưu ý là cái thư viện này là những cái lát bằng cái chữ gì ở đây nè, là đã bởi cung cấp bởi thư viện này. Ví dụ như cái container là gì, là một cái miếng lớn, một cái miếng ví dụ như một cái trang á, một cái miếng lớn nó chứa nguyên từ đây qua đây nè, giống như một đít ha. Rồi mình muốn tạo ra một dòng, mình muốn tạo ra một dòng thì mình sẽ có dùng cái này nè, một dòng trên một cái trang đó ha. Đó rồi các em coi, ví dụ như ở đây thầy sẽ tạo ra một cái phần thân website nè, thầy sẽ tạo, thầy dùng cái hồi nãy ha. Class nhớ là cái này cung cấp ở, ở đâu mà có cái class này, ở đâu mà có cái từ class này mà được mình được dùng lại, nhớ nó cung cấp bởi cái thư viện CSS. Nếu mốt thầy sẽ chỉ các em dùng CSS này xong, bây giờ thầy đã đang chỉ các em dùng thư viện đã có sẵn nha. Rồi bây giờ các em để ý nè, mình cái này thì mình sẽ dùng một cái thẻ H1. Kiểu như bây giờ mình muốn tạo một dòng thì mình lại class nè, mình dùng div, quên div, các em dùng div nè, các em enter cái không, mình muốn tạo ra một dòng là mình dùng class. Rồi dòng tiếng Anh là từ này đúng không các em, các em biết từ tiếng Anh từ dòng không, không. Rồi mình dùng một cái thẻ giả sử H1. Rồi thẻ H1 nè, bây giờ mình bắt chước cái nội dung, chủ yếu mình lấy nội dung thôi, chứ bây giờ các em nghĩ nội dung hơi khó, mình lấy nội dung nè, mình đưa vào đây. Rồi các em coi, bây giờ thầy chạy thử cái này nè. Nếu mà mình muốn nó tổ chức lại, mình nhấn chuột phải format, các em thấy từ lần tổ chức mình dễ nhìn không. Rồi bây giờ mình chạy thử nè, các em thấy không, đó đây là một cái header, hết chưa, hết chưa. Các em hiểu cái này á, nó giống như là mình thiết kế buộc, mới đầu mình cứ làm thô đi, còn mấy mốt tí nữa mình trang trí, mình chỉnh lại cho đẹp sau, được chưa. Rồi bây giờ tiếp tục mình lại coi cái trang này nó có cái hình gì. Giả sử mình lấy hình này luôn, mình nhấn chuột phải CS, được chưa. Nhớ là mình lưu vào trong cái thư mục mình đang làm á, cái này tuần trước này có chị rồi nhé. Nhớ là tuần trước này có chị rồi, giả sử cái này hình giới thiệu đi, được chưa, lưu lại. Rồi mình muốn thêm một cái hình vào à, thì mình nhớ là mình sẽ đánh chữ gì các em, img đúng không các em, không đó, các em bấm vô đây, nếu mà các em bấm vô đây cái là tự động nó có cái chữ này đi. Rồi mình muốn đưa cái hình này img, lấy cái hình giới thiệu thầy mới đưa vào, nhớ không, được chưa. Rồi mình nhấn chuột phải format cái để cho nó sắp xếp, rồi bấm Ctrl S, rồi mình thử coi nhé, mình lại thử coi tiếp, mình bấm Ctrl S một cái, mình qua đây nè, các em thấy nó có hình giới thiệu liền, thấy không, hiểu hiểu ý cách làm không, được chưa. Rồi bây giờ tiếp tục mình lại nhìn vô, nghĩa là cái cách học website này là mình đa số là học trên mạng, mình lấy nội dung mình, còn mấy mốt mình tự làm cái website của mình xong. Rồi rồi giả sử bây giờ mình nguyên khúc này là mình lấy cái phần văn bản, rồi ví dụ thôi, trở lại hết, đừng lấy hết, đừng lấy nhiều quá nha các em, nghĩa là mình làm một cái thôi lấy khúc này thôi, nhiều quá nhìn hơi kỳ đúng không. Rồi ở đây các em để ý nè, những cái nào là văn bản chính là thẻ B, B là đoạn văn đó các em nhớ nha. Rồi coi nha, bây giờ nhìn nè, bây giờ thầy đưa vào đây nha. Rồi giả sử bây giờ thầy cũng là trong cái dòng này luôn, nghĩa là mình cứ đưa vào đi, nếu mà mình thấy nó không được đẹp thì mình, rồi các em để ý nè, mình copy mình dán vào đây, nhưng mà lưu ý như vậy nè, ở bên đây á, ở bên lập trình web á, những cái enter xuống như vậy nó không có phải là enter giống như ở bên Word đâu nha các em nè. Các em coi nha, bây giờ thầy bấm cần cho nét thầy luôn nè, các em qua đây nè, các em thấy nó đâu có giống được bên Word đúng không các em, đâu phải là lấy bên enter là nó xuống đâu đúng không. Rồi coi nè, bây giờ mình muốn nè, nhìn nha, bây giờ mình muốn cái này là một đoạn thì mình sẽ dùng một cái thẻ là thẻ B nha các em nha, mình đưa nguyên cái này vào, giống như là cái này kết thúc một đoạn enter xuống đó các em, kết thúc một đoạn enter xuống.